trước khi chúng ta đến với hạng mục đang rất được mong chờ, thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức âm nhạc với sáng tác Cây Vĩ Cầm qua tiếng hát bay bổng của nữ ca sĩ Hồng Nhung. Xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Quang Phúc. Còn nhớ khi trai xạ chưa hôn lên tay cha, cây vĩ cầm vẫn ngân nga hàng đêm, bay mãi vào một thời ấu thơ là cây vĩ cầm trời bao giống.
Xin được cảm ơn tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Nhung và Violon Quang Phúc.